biến tần năng lượng mặt trời, loại một pha, công suất trải dài từ 1,3 đến 6 kW. Đạt tiêu chuẩn của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ. Loại 3 pha, công suất trải dài từ 6 đến 50 kW. Mặt trước có màn hình giám sát, tên thương hiệu, mã sản phẩm, và đây là vị trí đấu nối. Hiệu năng lên đến 97%. Điện áp khởi động thấp, làm mát bằng không khí, chống phát ngược lên lưới, giám sát từ xa, đạt IP65, điều chỉnh MPPT dãy rộng,